Thông tin giáo dục có lẽ là một thông tin nhận được sự quan tâm của rất nhiều người trên mạng xã hội trong ngày hôm nay. Vụ việc cô giáo Lê Thị Quy là giáo viên chủ nhiệm lớp 9B, trường Trung học cơ sở Tô Hiệu, Thường Tín, Hà Nội, phạt học sinh quỳ trước lớp vẫn đang gây tranh luận rất nhiều trên mạng xã hội. Có người cho rằng đây là hành động làm nhục học sinh, gây ảnh hưởng đến tâm lý của trẻ em, và trong khi đó không ít ý kiến đồng tình rằng phải xử phạt thật nặng thì con trẻ mới nên người. Trả lời với báo chí thì mỗi bậc phụ huynh của chính lớp học xảy ra vụ việc này cũng có những ý kiến trái chiều khác nhau. Hoàng Phúc Hiếu, học sinh lớp 11D5, trường Trung học phổ thông Lương Thế Vinh, đã từng bị đình chỉ học tập 3 ngày vì không đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông. Hình phạt này nếu thoạt nhìn qua, ai cũng sẽ bảo quá nặng. Tuy nhiên, cô giáo chủ nhiệm em vẫn quyết định đưa ra mức phạt này vì trước đó Hiếu đã nhiều lần vi phạm các quy định khác về chuyện ăn mặc đầu tóc. Lúc mà nhà trường ra quyết định là cho em đình chỉ học 3 ngày thì em cảm giác rất là hoang mang. Rồi trong đầu thì em cũng sợ là sắp phải xa bạn bè ấy, thì là lúc ấy cô thì rất cương quyết. Dù đưa ra hình phạt có vẻ nặng, nhưng cô giáo Phạm Thanh Việt không hề lo ngại phản ứng của phụ huynh học sinh, bởi điều này đã nhận được sự thống nhất từ trước giữa phụ huynh học sinh và nhà trường. Trong nội quy, trong bản cam kết đầu năm, chúng tôi có hết bản cam kết đầu năm là học sinh nếu vi phạm thì hình thức như thế này, như thế kia, và được sự ủng hộ của phụ huynh hoàn toàn. Còn đây là bản cam kết mà cô Thanh Việt nhắc tới. Mỗi học sinh khi được nhận vào trường đều phải viết tay các văn bản này như một lần nữa để nhắc nhớ lại nội quy của nhà trường. Mỗi bản cam kết đều có chữ ký của phụ huynh và học sinh. Các giáo viên chủ nhiệm sẽ là người giữ các bản cam kết này và cứ thế mà thực hiện. Bởi vậy, việc đưa ra các hình phạt cho học sinh không hề khó khăn mà vẫn luôn đảm bảo sự công bằng. Vẫn là một cái lỗi như thế, nhưng với cô chủ nhiệm này thì cô lại phạt ở mức độ hình thức như thế này, nhưng với cô chủ nhiệm khác thì lại có thể theo cảm tính của cô lại phạt theo cách khác thì không được. Mà chúng ta kỷ luật các con vẫn phải dựa trên cái nội quy chung của nhà trường. Ví dụ với cái hình thức các con vi phạm kỷ luật như thế này thì các cô phải áp dụng cái mức phạt như thế nào. Nó không được tuyệt đối giống nhau, nhưng nó phải có một cái mức độ đồng đều để các con nhận thấy rằng là mọi người phải bình đẳng với nhau, giống như là sau này chúng ta thành một công dân, chúng ta phải bình đẳng trước pháp luật. Không chỉ hành xử theo đúng nội quy, mà đưa ra hình phạt phù hợp với lỗi vi phạm cũng là một nghệ thuật và thể hiện cái tâm của người thầy. Đối với học sinh không làm bài về nhà, hình phạt phù hợp nhất là yêu cầu làm bài nhiều hơn. Đối với học sinh cá tính mạnh, giáo viên lại càng cần phải chú ý và thể hiện sự quan tâm nhiều hơn. Trong những cái trường hợp như thế thì thông thường tôi phải báo cáo với cô chủ nhiệm, báo cáo với nhà trường, đồng thời là phải mời phụ huynh lên để nói chuyện riêng, trình bày rõ là đấy, bây giờ tình hình con như thế này, chúng tôi có giải pháp như thế này, đề nghị gia đình cân nhắc, nếu thấy hợp thì phải bắt tay với chúng tôi. Ở nhà con nó có sự thay đổi như thế nào, cho dù là tốt hay xấu thì phải báo lại để chúng tôi cũng biết và điều chỉnh ở trên lớp, trên trường. Chỉ với một quy trình đơn giản nhưng nhất quán, các học sinh sẽ tự vào nếp và hiểu rõ mình phải tuân thủ theo các quy định đã được đưa ra. Điều này có thành công hay không, quan trọng nhất phải ở sự đồng thuận của các phụ huynh. Con mình cũng đã từng có lần là bị mời đến về cái vấn đề là thực hiện về cái vấn đề là kỷ luật là chưa chuẩn, nhưng mà về sau thì con là sợ lắm, con sợ chuyển trường khác. Mình cũng đã biết hết những cái nội quy quy định, và khi chúng ta cho con vào trường thì chúng ta đã phải chấp hành cái nội quy của nhà trường đã đề ra. Nếu như ngôi trường nào cũng có những quy định rõ ràng về thưởng phạt, giáo viên nào cũng có cái tâm suy nghĩ cho con trẻ và phụ huynh nào cũng có sự phối hợp tốt với nhà trường, thì sẽ không có việc nghề giáo được nói quá lên là nghề nguy hiểm nhất hiện nay.